It's Christmas time. Yeah, vậy là một mùa Giáng sinh nữa đang đến mọi người ơi. Các bạn đã chuẩn bị quà cho những người mình yêu thương chưa? Nếu còn băn khoăn chưa biết tặng gì thì đừng lo lắng nhé. Mình sẽ gửi cho mọi người những món quà thật xinh xắn, đáng yêu và không thiếu phần ấm áp trong video này nha. Let's get started. Hello, xin chào mọi người đến với VChut. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những món quà mà mình đã chuẩn bị cho mùa Giáng sinh này. Nếu các bạn không biết mua gì và làm gì trong dịp Giáng sinh này thì hãy nghĩ ngay đến những gift này nha. Vì mình nghĩ nó rất là đơn giản nè, dễ mua và tất nhiên là ý nghĩa nữa. Đây là những hộp quà mà mình đã mua từ một brand tên là The Choice Box. Cái này thì mình mua tặng các cháu của mình. Các bạn thấy xinh không? Trong này thì có nhiều cái hộp quà sẵn, hộp lớn và hộp nhỏ nữa. Hộp nhỏ thì mọi người thấy không? Mình mua cái cốc này rất là xinh, tại vì để tặng cho ba mình á. Ba mình thích uống cà phê buổi sáng, mong rằng ba sẽ thích ha. Đó, rất là manly. Các bạn nào thích tặng cho các bạn nam thì mua nha. Và đây là cái box mà mình nghĩ là mình thích nhất, tại vì nó rất là colorful, rất là nhiều màu sắc. Nào có cái nón nè, rồi tít tất nữa. Lại tiếp tục một cái ly đáng yêu ông già Noel kêu kêu. Những cái hộp quà này mình mua với giá hình như là cái hộp nhỏ thì khoảng từ 300 mấy, hộp lớn 500 mấy hay bao nhiêu đó, các bạn có thể tham khảo The Choice Box nha. Và mình thấy những hộp quà này cái packaging khá là đẹp và rất là tiện lợi, mọi người có thể mua và tặng cho được rất là nhiều người á, giống như tặng cho ba mẹ, người thân, gia đình hoặc là đồng nghiệp cũng được. Nói chung là tặng cho ai cũng được. Đối với những bạn mà yêu thích gấu bông và thích những mặt hàng thủ công thì mình xin giới thiệu với mọi người những con gấu bông xinh xắn này nè. Đây là những con gấu bông mà mình mua từ một cái nhãn hàng hình như gọi là, để mình nhớ xem nha. Bobby Craft. Cái này của mình có rất là nhiều cháu á, để nghĩ cho các bé có những món quà như thế nào hợp lý thì cũng rất là đau đầu á. Thì mình nghĩ ngay và may mắn là tìm được những con gấu bông đáng yêu này. Tuy nhiên á, thì con gấu bông này có giá hơi đắt. Con nhỏ như thế này á, mọi người giá cũng 400 mấy rồi. Và con lớn lớn tầm này nè là 600 mấy. Và sau khi biết được những con gấu bông này làm thủ công 100% từ len thì mình thấy rằng nó rất là đáng tiền luôn mọi người. Ngoài ra thì những ai có gấu thì có thể mua gấu này tặng cho gấu mình nha. Mọi người biết không, việc lựa chọn một món quà cho mẹ có vẻ là khó khăn nhất đối với Moon đó. Bởi vì đối với mẹ Moon á, mà tặng một món quà mà mang tính chất trang trí, đường nào cũng bị lá trơn á, mà tặng một món quà mà chỉ xài một lần Giáng sinh xong quăng đi ấy, thì chắc chắn là bị chửi rồi. Vì vậy mà Moon đã vắt óc suy nghĩ là phải nên mua cái gì. Và rất là may là cuối cùng Moon đã mua được cái này nè mọi người. Chắc chắn là sẽ sử dụng được dịp Giáng sinh, dịp Tết và mỗi ngày được luôn á. Chất liệu của chiếc khăn này khá là mượt nha mọi người. Nói chung là khỏi chê luôn. Cái packaging thì là cực đẹp luôn. Cái tên của nhãn hiệu này là Mix Kén. Cái điều đặc biệt của chiếc khăn này ấy là nó là 100% thủ công từ những nghệ nhân Việt Nam. Và mình thấy rằng cái cảm giác mà mua chiếc khăn này làm cho mình nghĩ là mình có thể vừa mua một chiếc khăn xịn tặng mẹ dịp Noel này, lại vừa support cho local brand. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến mọi người một cái món quà cực kỳ hay ho và độc lạ đến từ thương hiệu Đỏ Ạt nha. Yeah, cái dòng này đó, mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Thử đeo thử nha. Thật sự đây là một cái việc tình cờ đó. Hồi trước mình có mua quà sinh nhật cho bạn và tìm được cái nhãn hiệu này, và mình nghĩ nó, cái packaging của nó nè và cái màu sắc của nó nè rất là Christmas luôn á, nên mình đã đặt mua. Và vô tình khi mua á, mình thấy là nó tới có một cái bộ hình như là cái gì ta, à cầm kỳ thi họa, xong mua một cái thấy không đủ sao mua hết 4 cái luôn. Để mình show cho mọi người thấy nha. Màu sắc thì cực kỳ Christmas, còn cái packaging thì già đẹp xinh quá, rất là đáng yêu luôn. Để coi thử cái hộp cuối cùng nó có màu gì nha. À đây, và mình nghĩ là đối với cái dòng này nè, nếu mọi người có một nhóm bạn mà 4 người chơi chung với nhau ấy mà không biết mua gì cho bạn vào Christmas này ấy, thì đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ lý tưởng. À, mọi người chắc là rất là băn khoăn hỏi là Moon mua quà tặng cho ba mẹ, người thân rồi bạn bè, đồng nghiệp, vậy thì ông bà tặng gì đúng không? Tất nhiên là Moon có chuẩn bị rồi. À, ta-da! Đây nè mọi người, đây là món quà mà Moon đã chuẩn bị cho ông bà mình. Ông bà thì phải tặng bự nhất, xịn nhất và nặng nhất luôn. À, packaging của hộp này cũng rất là sang. Đây là một hộp quà đến từ thương hiệu Nhã An Hà Nội. Yeah, để mình mở cho mọi người xem bên trong cái hộp này có gì nha. Trong này có rất nhiều món đồ này mọi người, để mình mở chi tiết luôn. Đây là hộp quà mà mình đặt tên cho nó là hộp quà sức khỏe. Bởi vì trong này có, có chùm cổ. Yeah, chùm cổ, chùm tay. Rất là Christmas. Nó có chữ Merry Christmas được thêu bằng tay. Ngoài ra thì trong cái hộp này còn có thêm đây một cái gối chùm lớn hơn, cũng là được thêu bằng tay. Và cái gối này á,
rất là thơm. Ngoài ra việc chườm cổ, chườm vai, chườm tay gì đó thì mọi người có thể dùng nó để làm gối ngủ luôn cũng được. Hình như cái hộp quà này Moon mua tầm khoảng gần 1 triệu, chưa được 1 triệu đâu, hình như 900 mấy hay sao á. Và trong hộp quà này lại còn có một cái món rất là đặc biệt, đó là một đôi dép. Nhưng mà đây không phải là một đôi dép bình thường nha mọi người. Đây là một đôi dép có thêm cái dược liệu bên trong nè. Mọi người có thể bỏ cái này nè, hình như là bỏ vào trong dép và mang. Mình chắc chắn rằng ông bà của mình sẽ rất là thích cái hộp quà Giáng sinh này. Vừa xinh và vừa rẻ, rất tốt cho sức khỏe này chứ. Mười điểm. Cái hộp quà này nè mọi người, Moon mua online nha. Và trong lúc tìm mua thì vô tình Moon phát hiện một cái món hàng cũng cực kỳ dễ thương luôn. Là Moon mở cho mọi người xem luôn ha. Dạ đây, đây là cái món mà Moon cũng mua từ cái brand này luôn. Đây là một cái túi xách mà được đan bằng len thủ công. Thì lúc đầu thì mua hết đủ hết món quà cho mọi người hết rồi, xong nghĩ mình mua nữa chi ta, tốn tiền quá. Nhưng mà ủa, Christmas thì cũng phải tặng quà cho mình chứ. Vậy Moon quyết định mua cái túi này về tặng cho mình. Yeah, vậy là nội năm nay những người mà Moon yêu thương và quan tâm đều sẽ có quà. Và Moon cũng có món quà riêng cho mình nè. Ok, video này là kết thúc. Và mong rằng những gợi ý trong video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Và mọi người ơi, đừng quên nhấn like cũng như là bấm theo dõi kênh để ủng hộ VChoose nha. Merry Christmas.